Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả thân thương của Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 1 sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo và sức khỏe trong tháng 1 âm lịch cuối năm. Tuổi Mậu Ngọ là một trong những con giáp được thần tài độ mạng, ban lộc, cho nên vận trình của những tháng cuối năm này sẽ rất là suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, nó sẽ còn được kéo dài tới tận đầu năm và cụ thể đó là tháng 1 âm lịch. Cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ, mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện, họ luôn muốn hết lòng giúp đỡ bạn bè và cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực, nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lăn xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng chính là người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Trong tháng này, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ mãn kinh nên cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều và nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến cho mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Mậu Ngọ bán tam hợp với Dần nên trong tháng Nhâm Dần này, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên rất phải vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức thì gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công ăn lương. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của một khoản không nhỏ bởi vì tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song chính nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất.
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Nhâm Dần, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì đáng nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da rẻ sạm sắc và cần phải dành thời gian chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Các quý gia chủ Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng dành cho các quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện hàn gắn một số rạn nứt. Nam mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân bạn đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc và khó diễn tả thành lời. Cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau, hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Mậu Ngọ
sinh năm 1978 trong tháng 1 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta ấn nốt đăng ký kênh, like video này và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị gặp nhiều may mắn và thành công hơn. Xin mến chào và hẹn gặp lại.